trung ra là những bộ phận của huyện là họ nằm trên đó. Rất là gần Sài Gòn như vậy, gần. Mình ở như thế gần như là công khai. Vâng, gần như thế. Vâng. Bởi vì ban ngày nó vẫn chạy trên bờ sông. Dạ. Nhưng mà nó không biết. À. Đấy, nhưng mà nếu cần thì mình sẽ thấy đấy, nhưng mà nó biết nó không dám ra. Nó cũng không dám ra. Tại sao ạ? Nó chỉ có những trận càn lớn thôi. Chứ còn nếu nó đi lẻ nó không dám. À. Cái bên này con sông bên đây, cái sông Bình Điền này chạy thẳng lên nước Mộc Hóa này. Nó đi ra đó nên gì thì bên đây nó thuộc về đất Long An, bên đây nó của gia đình, thấy ra bên Long An họ cũng ở đây giáp đó, bên gia đình cũng ở đây. Thế nếu mà bên Long An nó đánh lớn, nó đánh lớn thì Long An chạy qua gia đình chú, bên gia đình càng lớn cứ hai tiểu đoàn thì lại nàn dạt qua Long An, thì dạt qua dạt lại, dạt qua dạt lại. Thế nhỡ cùng lúc cả hai bên nó đều càn lớn thì ít sao? Ít khi lắm. Nó không có đủ chúng quân. Nó không, chúng nó không bao giờ không hợp đồng quân kiểu đó. Cũng à. có một vài lần hợp đồng nhưng mà nó không ăn thua. À. Bởi vì nó xa, nó không dám vào. Nó biết, nó không dám vào. Thế là đấy. Có thể nói là các chú ấy là nhắm mắt làm ngơ. À. Thế còn biết nhưng tôi mà không sợ biết, chết ấy. Sợ chứ. Dạ. Bởi vì mình nó dày đặc, gài, gài hết. Thế còn tụi tôi xuống dưới này rồi á, thì nó lại khác. Thì cũng cánh đồng đó, cũng những con rạch, con sông đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Dạ. Thì cũng gò nhà đó, người ta gom vào đấy hết, gom vào khu này, khu trong này hết. Người ta cấp cho ví dụ như là 10-20 mét, 100 mét gì đó, người ta ở đây, cứ ấp chiến lược mà. Dạ. Thì ở ngoài đó gò người ta bỏ, ruộng người ta vẫn làm. Dạ. Thì ban ngày sáng người ta ra, chiều người ta về, để qua hai bón nó kiểm soát. Kiểm soát trên xuồng, trên ghe máy, gì gạo thóc gì cho Việt Cộng hay không. Đó, thế thì tụi tôi lại ở những cái gò của họ, những gò nhà của họ. Gọi là làng cũ. Đấy, thế thì mình không ở trên sân của họ mà mình ở ra sát ra dìa cái lùm thôi. Dạ. Thì cũng làm, cũng lấy gạch tàu, cũng lấy gì đó, giờ cũng có cái gò bỏ bộ ván, cũng lấy ván lót rồi đó, xong bắt đầu cũng làm lá, rồi bắt đầu cũng văng bóng. Thế này thì ai nằm dưới đất này thì nằm, có mùng ai nằm bóng thì nằm. Thì xung quanh nó có xuồng thì gửi tia dân mua xuồng. Nhưng mà để nói cho mấy em dễ hiểu là nó cũng phức tạp. Một cái cứ của tụi tôi ở chỉ 4-5 người ý thôi, chứ không ở được nhiều, gọi là đông lắm là 6 thằng căn cứ vậy, chứ nó còn thua một cái vị trí của cái này hơn đây. Ừ. Mà làm nhà thì làm dưới cái lùm cây, chứ để khi nào mà cái trực thăng nó xe gọi trên đầu nó xe thì không tóc được ra, thì có những cây mi nước á, mình làm ở dưới cái lùm cây, chứ không phải là chọn một cây thật cao làm cái tròi gác thì rất kín đáo. Nó thì cũng có thì đến khi có đồng thì leo lên cây tròi gác đó là phải ngày nào phải lúc nào phải có một người gác kia, gác để nhìn xung quanh xem biến động thế nào, dân làm ăn ra sao. Nếu lính không có thì bắt đầu mặc bộ bà đa đen đỏ cái súng vào túi là ra dân đội nón lá, ra dân làm ruộng người dân. Đấy. Thế là mấy ông dân ông ấy có chuồng hai đáy gì, ông nhét được can rượu hay là đồ nhậu thì ông mang ra ông dúi xuống vào ruộng, thế ra ông nước cá mắm nó nướng lên, thế là ông bảo hôm nay không có lính chúng mày, thế là nhậu làm cho dân, cấy lúa cho dân, cày cho dân, rồi là nói chung nhà dân nào gì mình làm thì giúp họ vác mạ vác hết, xong rồi đến lúc mà chiều đến về lại đi bộ vào. Thực ra lại nội sông vào chứ đi xưa nội không mà. Bên tôi nói thì nói vậy chứ không có nhiều cái bị hố. Thiệt là có một cái bị... Tôi ở đầu kinh Sông Thước á, là bữa đó là trực thăng nó xuống. Nó xuống thì nó đi ngay ngang đó. Thì mình leo cái gác mình thấy. Nhưng mà nó có cái ma giáo là nó gài một tốp ở lại. Nó để một tốp ở lại. Lúc nào nó cũng bỏ nhỏ. Thế còn nó đi về thì mình thấy trực thăng đi rồi. Thì mình cũng đi chạy đi lưới ra mò cua bắt cá, nhưng mà phải nói cái người dân á, người ta rất tốt, nó thẳng vậy họ báo hết à, cái người ta chỉ rồi. Thế mình mới gọi gì anh lính, mình nói ủa sao thấy nó về rồi, bắt đầu về neo cây gác. Thì ở cái chỗ mà sau bộ đội mình tránh mà bắn rơi chiếc trực thăng, tôi ở gần đó đó, thì bác ghé bác tặng quà tôi đó, thì mới neo cây gác thì thấy cái xác lính gì thì không biết. Nó mặc cái áo như là màu gạch non á, nó cầm dây nó đo đang tới đang lui rồi. Vì sau này mình biết là chắc nó đo tọa độ để nó tìm một cái máy bay trực thăng của nó vớt năm 68 đó. Nhưng mà phải nói cái người dân á, mình cứ thấy nó tưởng là êm, nhưng mà nó xuống trực thăng rồi
nó để lại xấu, nhưng mình không biết mình ra, nhưng mà người dân á hay nói là cái lý do mà ở được Bình Chánh á, mà tại sao mà lính nó sát á, là nếu không có dân thì không cách gì ở được. Đó là một cái là người dân tốt. Mà có một cái nữa này, cái hôm đó là tôi đi ấp mà không hẹn trước với người dân, mà tự nhiên hai người hiểu nhau, mà không hiểu nhau thì là bộ đội cũng chết hết mớ, mà dân chắc bị bắt hết mớ. Thì hồi đó nó có cái quy định vậy này, nếu mình có quy định nhà dân mà thắp đèn á là êm, không có lính, thế còn nếu mà tắt đèn á là có lính, nhưng mà sau cũng bị bể, lính vô nói tắt đèn đi, thắp đèn đi, nó làm thì mình cứ tưởng là nó lính nó tới, mà nó không, dân thì tắt đèn, nó không cho thắp hết đèn, thì lính nó có súng mà không có nó bắt. Thế mình thì cứ ở xa, mình thấy đèn là mình cứ xăm mình tới. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, có một bà dân, bà rất thông minh, mà bộ đội, cái bà mà gần chỗ nhà ông bà Long đó, bà mới nói con bà này, chị Tám chị đó, cái bà giờ gì sáu cầm à? Không, tôi quên cái bà Long này, gần bà sáu cầm, bà mới nói vậy này, nhà ông bé đó đâu. Ờ đúng rồi, bà nói vậy này, đứa nào nay đóng cửa chuồng gà, có chừng gà đi ngủ trễ nha con. Thế tự nhiên mình ở bên này, tự nhiên sau này lại có cái chuyện mà gà đi ngủ trễ cho con, giúp tôi ra hết. Chứ nếu mà không có câu nói đó thì tụi bà Tám, mà không hẹn trước. Nhà chị Tám ở đây, nhà dì Sáu Cầm đây, nhà Ma Lon mà bà thì bên đó bà thấy. Mà lính nó cũng thấy mình nó cổ bên đây rồi. Người ta nói tiếng lóng á, nhưng mà hiểu. Mình không hẹn trước người ta nói. Thì tôi thấy là cái người dân sống được thì... Nếu không có thì một là tôi cũng chết, hai là cũng bị bắt sống bữa đó rồi. Đứa nào đóng cửa chuồng gà, coi chừng nha, gà đây ngủ trễ nha con. Một câu nói cứu được bao nhiêu bộ đội. Và bản thân bà đó cũng, gia đình bà đó và những người xung quanh cũng khỏi bị bắt đi tù. Đó thì nó có những cái sống được ở Bình Chánh thì mấy em mấy cháu lúc này nhỏ thì không biết, nó hỏi chứ sao mày sống ở mà cái lùm đó. Tôi nói xin lỗi, lúc nào mấy anh em tôi toàn là trần mà còn sờ lỏ đúng không? Mà cái quần dầu nó là nên nung dầu cho nó mau khô. Chứ bước ra khỏi cái đây là nước rồi, nó đại khái vậy. Tức là cái vùng này nó là nước. Vùng lội nước mà có lẽ vì thế mà gọi là đặc công nước chăng? Không, không nước khác, không nước khô khác. Đặc công thì nó gọi là nước ở nước là cái tàu nước khác. Em nghe thì không phải đặc công nước là chỉ có đánh, chỉ có đánh cầu. Đặc công nước thì nó đánh tàu bè, nó huấn luyện ở chỗ còn tôi Quảng Yên, là khô. Thị trấn Quảng Yên của chỗ Phà Rừng nhé, thì nó nước là nó nổi sông nghe vùng đồng nước. Còn đặc công khô là chuyên đánh công kiên, là đánh bót, rồi đánh nhà nó đánh kho, đánh nhà chơi bỏ rồi vũ khí đó, rồi nhà đó là đặc công khô. Còn đặc công nước là đóng cầu, đánh tàu, đó là đại sau này còn đánh cả mở cửa nữa. Đấy là đặc công khô. Đặc công khô. Thế là các bác là đặc công khô nhưng mà lại nằm ở dưới nước. Em đang muốn hỏi, em đang muốn hỏi các bác về cái chỗ mà dân với ta ấy, thì thực ra thì suy ra thì cũng sẽ biết thôi, nếu ở những cái vùng lõm như thế mà dân không ủng hộ không bao giờ ở được. Đúng rồi. Nghe câu chuyện của Bác Tuấn vừa kể thì càng thấy rõ hơn. Dạ. Em cũng muốn hỏi là trong những cái thời gian dài như thế thì mình vẫn cứ đánh những cái trận nhỏ lẻ, thì các bác có thể kể cụ thể một cái trận nào đó được không? Đánh trận thì nó nhiều. Trận nhỏ lẻ thì rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có một vài trận mà cũng là trận đội dơm đó. Trận đội dơm buổi chiều, hoặc là một cái trận đánh biệt kích ở nhà bà Hai Dóc. Cái đó là trận đó là khác. Trận đó thì là đó là nhiều trận, trận đó là đánh cái ban chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân. Biệt động quân đó, ở chỗ nhà bà Hai Dóc. D64 ở cấp 2 Tân Kiên. Đó thì trận đó tôi cũng bị thương, và Nghiêm bị thương. Đấy. Thì cái trận đó là nói chung ra là ban chỉ huy tiểu đoàn đấy, thì mình đánh nó thì nó cũng bị thương, cũng chết cũng nhiều, nhưng mà mình thì bị thương ít thôi. Nó tôi bị thương. Thế là còn cái một cái trận nữa, mà cái trận nó bây giờ gọi là lịch sử ấy,
tức là nó có một cái trận đánh vào ban ngày 8 giờ sáng tại Bình Điền. 8 giờ sáng, tụi tôi đánh vào 8 giờ sáng là đánh ở ấp 2 Tân Kiên, đánh ở từ cầu Mỹ Phú, từ cầu Hưng Nhơn, cầu Hưng Nhơn mà đi vào trong chỗ chỗ cầu Hòa Thới. Cầu Hòa Thới, cầu Hòa Thới. Thì cầu Hòa Thới gần cầu Hòa Thới hơn. Thì cái được cái ý kiến của Tân Kiên á, của Bí thư và chủ tịch Tân Kiên lúc đó là bà Sinh với bà Thành á, thì yêu cầu là bộ đội huyện là phải đánh cái đám này chứ nếu không là nó o ép dân, dân không làm ăn gì được. Thế thì bắt đầu tụi mới theo dõi, thì như vậy là cứ 8 giờ sáng nó vào, nó đi khoảng chừng 2 trung đội, 2-3 trung đội gì đó, một đại đội. Thì hôm đó là tụi tôi được lệnh là đi từ bà Bộ, từ bót bà Bộ này, đi xuồng, một tốp đi xuồng và một tốp đi bộ, tôi đi bộ, còn một số đi xuồng, đi 4-5 chiếc xuồng. Thì đi luồn dưới bốt Mỹ Phú, bốt nằm đây, sông đây, nính gác đây, nhưng mà mình đi xuống êm quá. Đi xuống nhà ông Ba Cò. Ba Cò là cầu Hòa Thới. Xuống nhà ông Ba Cò. Thì lúc đó là mấy chị 6, chị 7, chị 8 gì đó, 10 gì đó là nấu cơm. Nấu cơm ăn xong thì khoảng 1 giờ mấy thì bắt đầu mới băng qua sông. Qua sông thì bắt đầu sang nhà bà Chín. Bà Chín mà bà nội vợ Chiến nhà đó. Thì qua đó qua bà Chín, thì bà Chín hỏi chúng mày ăn trưa, bảo ăn rồi. Thế xong ở đó một lúc, xong bắt đầu mới phân công kế hoạch ra. Thì một tốp là chỗ đó có Chiến với ai đó, thì đi với Lị Lạc với này nhá, thì bọc lên nhà ông Tư Tụi sát bên này, chỗ nhà chị Năm, thím Năm đi thang lên. Còn tôi á, mũi của tôi và Chín Ngón với thằng Lạc là mũi chính, mũi điểm hỏa đấy, thì tôi mang bên 10. Lạc mang RVD, Lạc dân Thái Bình nhà mang RVD. Với thằng Hận, Huỳnh Quốc Hận là nó nằm sát tôi. Với Chín Ngón, là lúc đó là Chín Ngón là chỉ huy mũi, tôi điểm hỏa. Thì khi đến đó thì nó tầm khoảng 2 giờ mấy sáng. Thì chúng tôi nằm tại ngay cái chỗ ngã ba Hòa Thới đó. Thì nằm ở chỗ nhà chị Hai Bế Tấn Trừ á, nằm đấy. Thì tủ dơm nằm đó, thì đến sáng thì đến mãi 7 giờ mấy thì thấy nấp nó nó vào đi dài á, từ đó vào đấy khoảng cây số mấy, thì bắt đầu là nó vào hết mà hết, nó dồn đến đây. Thì có một vài thằng đi này dài đằng trước đằng sau, nó dồn cục vào đây rồi, thì bắt đầu mới kêu RVD là điểm hỏa. Thì súng của ông Lạc là kẹt, nằm cái tách, nằm ngang, viên đạn nằm ngang, không bắn được. Thì lúc đó chín con nói miền điểm hóa, tôi đưa lên tôi bóp một cái cạch, không nổ. Tôi xoay lại cái trái mà 70, xoay xong tôi bóp trái thứ hai, không nổ. Chín con loay hoay không biết làm sao, chín con mới bắn phát M 79 ngay trước mặt chúng nó. Thì trái M 79 nổ cái thì nó đang hướng mặt về mình này, thì nó nhìn hết về đằng này, nó tưởng là cái đám đằng này này bắn nó này, này vì súng của nó mà súng M19 mình xài mà. Thế là nó rồi nó quay lưng nó nhìn về kia, nó chửi nhau sùm á. Thì bắt đầu tôi nắp trái thứ hai và cái lép bỏ ra, nó nắp trái thứ hai thì nổ. Thì bắt đầu cái trái M19 cái thì nó giạt xuống, thì lúc đó RVD của Lạc cũng nổ, thì bắt đầu nó giạt sang cái bờ mương đó, cái bờ đê bờ ấp đó, giạt dài, nó có thắng khô. Thì bắt đầu tôi mới xả một chát M19 đó, B10 ở đó. Giờ bắt đầu là xung phong thì nói chung ra là nó chết hết, gần hết, bắt nó chạy ra cánh đồng. Con đang chạy về nhóm tư tụi đấy. Không, nó chạy ra cánh đồng, cánh đồng trống. Bên kia là giàng lá, đồng trống bóc, nó chạy nửa đường, nửa ruộng rồi nó hoảng quá, nó lại chạy trở lại. Bởi vì nó không chơi vơi à. Thế còn một số thì nó ở trên bờ là nó bị thương hết rồi. Bị thương thì tôi mới xung phong lên. Tôi còn có một trái à. Còn một trái bên 10 rồi không bắn. Thế xong xung phong lên tôi gầm hoạt. Thì có thằng nó mang ở đêm năm là nó bị thương rồi, nó cứ nhìn lên nó cười này. Thì tôi tính rút xuống bắn, bảo không bắn. Tôi bảo nó
Hoạt lấy BRC 5 đi. Hoạt lấy BRC 5 thì tôi thấy theo dấu máu tôi vào ông Tư Tụng. Tôi vào nhà chú Tư. Thì tiêu theo dấu máu tôi vào. Tôi vẫn qua chế biến mươi một trái nét tôi bỏ ông kia. Thì bắt đầu là vào ông Tư ông Giang nói miền ơi tao lại mày. Thì lính nó chui vào hầm nhà chú Tư. Nó rút lựu đạn ra. Nó nói ông Giang ông nói không có ở đây chứ không có tôi buông vợ con chết hết. Thì ngày trước lâu lâu vẫn gặp với ông Tư, vẫn uống rượu với nhau. Đấy thì ông Giang nói thằng miền miền ơi miền tao lại mày. Đó, thế là tôi đi ra, tôi bỏ. Thì cái hàng ba của ông đã sập hết rồi. Tôi bỏ thì cánh ông Chiến ấy đang lên thì đi chạy xuống dưới một cái thì bắt đầu ba điểm lên bắt đầu mới kem mới bắt hết cái số đó 8 người 8 lính. Thế còn ở cánh đuôi ở dưới này chỗ Đức Cả Lâm không Đức Hà Bắc đó thì lấy cánh đuôi dưới cánh giết sát cầu Hưng Nhơn này thì nó cũng dồn vào đây bắt hết rồi. Thì còn có thằng nó chạy thoát đây, tụi nó bắn yêu lĩnh, thằng nó lọt xuống dưới giằng lá nó thoát thì thoát 2 người. Lính lại là lính chế độ cũ thoát 2 người. Thành ra tụi tôi lại dạt ra cái giăng lá đó, tức là tụi ghém ruộng đó. Thì cái giăng lá bên đây mà. Đó, thì nằm cũng nó xuống đó nằm thôi. Không sự hầm hào cả. Cứ bám vào mấy cái bắp dừa với lại mấy cây bần cái mắm nó thôi, dưới ngả kiếm cái gò ở đây thôi. Chịu trận cho tới đâu mà 11 giờ mấy 12 giờ. Thì nó pháo phi dữ lắm nhưng mà nó không dám pháo vào cái giăng lá đó. Về bắt đầu nó đưa lính ra nó càn cái giăng lá này. Nó càn thì tụi tôi chịu chết rồi, coi như là một sống một chết đấy. Chứ không còn cách nào đi đâu được nữa. Nhưng mà nó không dám vào. Nó cứ đứng ngoài đấy chửi. Nó chĩa súng chửi. Chửi. Rồi sau nó đi chán. Thôi nó ra ruộng nó ngồi chán nó đi về. Đến chiều tối thì bắt đầu mới... thì tụi tôi mới gom nó pháo nó cối nó bắn vào nhưng mà không bị gì hết. Thế xong ấy bắt đầu mới chia ra làm hai, một tốp thì ra xuồng lại bơi dưới cái bót đó trở về bên kia, còn một tốp lại đi bộ cắt ngang hai cái bót này, cắt giữa đi về bên bảo bộ này. Đấy, để cái cứ châm bầu này. Thì đó là một cái trận đánh mà ban ngày này. Còn nhiều trận đánh ban ngày rất hay. Như đấy, thế còn một trận nữa nói về mà gọi là diệt đồn, đánh đồn diệt viện. Thì đánh là đồn ấp 3. Thì trong đó nó có khoảng chừng hơn 15 người. Ấp 3 Tân Nhật đó. Ấp 3 Tân Nhật đó. Giáp bên bên này Tân Nhật, bên kia là bên Long An, Tân Bửu Long An. Mỹ Yên, xã Mỹ Yên Long An. Thì là đánh đồn ấp 3. Thì Ba Điệp là lúc đó là huyện đội trưởng chỉ huy cái tốp đánh đồn, thì trong đó khoảng 10 mấy người. Thế còn tụi tôi được lệnh là diệt viện. Đấy. Thế thì chi khu Bình Chánh nằm đây, đồn ấp 3 nằm đây đó. Thì giữa đồn ấp 3 với chi khu này thì nó cách nhau khoảng chừng 4 cây số. Thì ở giữa nó có một cái đồn bót cổng thoảng. Thì tụi tôi sẽ chặn ở bót cổng thoảng gần cửa chi khu của huyện á, gần cửa. Dạ, nó chắc 2 cây mấy. Thì đầu tiên tụi tôi đi sang bên kia, kế hoạch tụi tôi đi bọc dưới nó bót ông thoảng là tụi tôi sẽ nằm áp sát con lộ đó, nộ lên với chợ Tân Bửu đó. Thì nếu mà có nộ tụi tôi ở xã D đi ra. Xã D thì rất gần với chi khu. Nhưng mà tụi tôi bỏ xuồng đó bắt đầu đi qua bên này. Phương án của tôi lúc đó tôi với Chính Ngón bàn nhau phương án là với ông Bảy đây nữa. Ông tôi Chính Ngón thôi. Thì bàn với nhau là sẽ nếu đánh xong thì sẽ dọc qua Thanh Hà. Tức là sẽ qua Thanh Hà của Long An ém vào đó một ngày. Rồi lấy về chứ không ở bên đây sang bên đây nó dập chết. Sát chi khu mà nó dập chết mà xuồng mình còn bỏ đó. Cứ mình cũng có đó. Gạo thóc ở đó hết. Thế ra bắt đầu bảo nếu có gì dạt cái Thanh Hà, qua Thanh Hà thì có gì nhờ dân bên Thanh Hà. Thế xong đó cuối cùng ấy, tụi tôi đã ém xong đâu hết rồi. Hôm đó tôi mang 14 4 cây bên 10, Đức 1 cây bên 10, Thế 1 cây bên 10, Hợi Trắng 1 cây bên 10, với ai nữa nào. Thế còn AK, còn tôi bên 1, 9 ngón mở 19.
Thì em xong đâu đó thì lính ở đây nó ra. Lính này nó nóng nhỉ, nóng nhỉ, nó đi ngay cái bờ của mình. Đi ngay chốc à. Rồi bắt đầu lính ở trong trong chi khu nó ra. Đèn pha nó rực lên nó ra. Nó ra nó bắt đầu nó chạy lên, nó kiểm tra con đường này trên nó bọn. Cho xong bắt đầu nó chạy lên nữa, nó giải lính. Nó giải lính dọc đường hai bên bảo vệ. Xong bắt đầu nó đi lên. Thì đến cái khi đến một, thì tôi ba lúc nó chưa giải lính á, nhà tôi bên đây thì đính ở bên đây ra này, thì chín ngón bàn tôi dần sao tụi nó qua mẹ bên đây lại qua ngược bên mình đấy. Thì tụi tôi băng qua lộ qua bên đây, qua đây may nó gặp cái bờ bia cao lắm, nó trồng khoai mì sắn á. Thì tôi bảo nằm đây, tức là cách lộ nó khoảng chừng có 5 mét à. Tụi nó nằm đây chín ngón nằm. Thì chín ngón đồng ý nằm. Thì bắt đầu tụi tôi nằm đó, bắt đầu kéo dài đây. Thì cái số đằng này là ruộng luôn, lúa tuần đông nó cao lắm, đây nè. Thì ông Đức thấp luôn luôn, nó ngập cái mũi rồi, đâu có thấy đường đâu. Thế bốn cái bên AK nằm đây mà đứng không, các ông ấy đứng mà chứ không có chỗ mà không có ngồi, chỉ có mỗi chỗ tôi là cái bờ bia này là có cái chỗ ngồi thôi. Thì chín ngón ở trên, tôi hận cũng nằm, Huỳnh Quốc Hận cũng nằm đây, tôi ở giữa. Tôi mới lấy lá mì, tôi bắt lá mì ra nó lót đầu gối, mà con đuôi mà tôi lót đầu gối cho êm phải không. Thì bắt đầu nó giải lính á, giải nó giải ngay cái ngay đầu cái cày tôi, cái thước ngắm tôi là cái đầu nó cứ lắc đưa vào hết gần. Xong bắt đầu nó lên xe, thì ông chín ngón bảo tôi là bắn cái này miền. Tôi bảo không, một đèn không bắn. Chín bảo bắn đi, không, một đèn không bắn, hai đèn bắn. Thì tôi cứ nghĩ đơn giản, hai đèn là ô tô, còn một đèn chưa chắc, có khi Honda nó chạy không chừng. Thế thì một lúc sau nó lên kiểm tra xong, nó quay về. Tôi nói ông theo, nó kiểm tra. Thì bắt đầu là nó hai đèn lên. Tôi bảo cái này bắn. Ở đằng sau trong chi khu là đèn sáng rực. Mấy dê chở xe đó, nó chở lính này, nó khống chế cái nó giải vây cho cái đồn này. Đồn này đang đánh lớn đó, đang có gì xèo xèo, nó đâu vẫn súng. Thì bắt đầu dưới này nó đánh, nó lên. Nó vừa lên cái thì tôi đẩy. Mấy trái mìn một. Thì cái thằng lính nó cứ nắc lư cái này này. Rồi tôi bắn sạt cho nó. Thì cái xe bực cháy luôn. Cháy bắt đầu hô xung phong. Thì bắt đầu đoàn xe công qua của nó lên trên này, thì bắt đầu các bên 10 đẩy, các ông cứ đứng là bắn rồi. Ông mà miếng bắt đầu nó nhảy xuống, nó bắn cũng dữ. Thế rồi là tôi bắn trái thứ hai. Hô xung phong là hô chưa nhảy lên đâu, hô cho oai thôi. Bắt đầu mà tôi lắp trái thứ hai, tôi vừa nâng lên tôi bóp một phát nữa thì nó bay tốt trong hàng rào chi khu nổ trong. Là cái trái chặt. Thế là bắt đầu xung phong lên thì cũng thằng lính đó nó cứ quay mòng à. Nó chắc nó sạt qua hay là bị thương không biết, tập sức nóng đó. Nó quay mỏng mỏng ra thôi, cũng không bắn đó. Bỏ chạy lên xung phong lên thì trên xe Jeep thì nó cháy dữ lắm. Thấy có một con chó với hai thằng ngồi gục nữa.